Xin chào các anh chị phụ huynh cùng tất cả các con thân yêu, lại là thầy Cường đây. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với nhau phần số 2 của công thức ăn bạn nhỏ cộng 1. Bài học hôm trước chúng ta đã cùng nhau tính là đơn vị tay phải rồi đúng không? Rồi tay trái thành trục rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau cộng trừ 1, 2 chữ số và 2 chữ số bất kỳ với công thức ăn bạn nhỏ cộng 1 nha các con nha. Rồi chuẩn bị, hai tay đầu là hai tay đầu, hai tay đây là hai tay đây. Sẵn sàng, chuẩn bị 14 cộng 1, cộng 1 thêm 5 bớt 4 cộng 2 cộng 10, đáp án bằng bao nhiêu các con? Yes, 27 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 36 cộng 3 trừ 5 trừ 10 cộng 1, cộng 1 thầy xem nào, thêm 5 bớt 4, đáp án bằng 25 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 99 trừ 90 trừ 5 cộng 1 cộng 2, đáp án bằng bao nhiêu? Bằng 7 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 3 trừ 2 cộng 3 cộng 10 cộng 1, đáp án bằng bao nhiêu là các nhọn nhỉ? Đáp án của chúng ta là 15 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 29 trừ 15 cộng 11 cộng 10, đáp án bằng 35 là đáp án chính xác. Ok, các bạn của thầy giỏi lắm. Bây giờ chúng ta cùng nhau cộng trừ hai chữ số bất kỳ với công thức ăn bạn nhỏ cộng 1 nha. Chuẩn bị 17 cộng 20 trừ 5 cộng 2 cộng 1 thêm 5 bớt 4, đáp án bằng 35 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 34 cộng 21 cộng 21 thêm 50 bớt 30 cộng 1 thêm 5 bớt 4 cộng 20, đáp án bằng 75 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo khó hơn một xíu nữa nha. 44 cộng 11 thêm 50 bớt 40 thêm 5 bớt 4 cộng 22, đáp án bằng 77 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 44 cộng 11 trừ 50 cộng 3 cộng 20, đáp án của chúng ta bằng 28 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo nhanh hơn nữa nha. Chuẩn bị 44 trừ 20 cộng 11 cộng 4, đáp án bằng 39 là đáp án chính xác. Các bạn nhỏ giỏi lắm. Câu tiếp theo chuẩn bị 70 trừ 20 cộng 9 trừ 5 cộng 1, đáp án bằng 55 là đáp án chính xác. Câu tiếp theo chuẩn bị 12 cộng 12 cộng 1, đáp án bằng 25 là đáp án chính xác. Rồi ok, các bạn nhỏ của thầy hôm nay rất là giỏi nha. Bài học của chúng ta công thức ăn bạn nhỏ cộng 1 phần số 2, hai chữ số bất kỳ đến đây là kết thúc rồi. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị phụ huynh. Nếu các anh chị phụ huynh và các con thấy rằng buổi học ngày hôm nay rất là hay, thú vị cũng như là giúp ích cho các con, thì chúng ta hãy chia sẻ bài học này đến cho những người thân của chúng ta nha. Để thầy tin chắc chắn rằng ai trong chúng ta cũng đang cần những cái bài học hay như thế này để giúp ích cho các con học giỏi hơn trong môn toán, cũng như là yêu thích việc học tập hơn. Thầy xin chào và hẹn gặp lại các anh chị phụ huynh và các con thân yêu.